Xin chào các bạn, mình là Duyên. Hiện tại mình đang là giảng viên thanh nhạc tại trường âm nhạc Adam Music. Sau khi tổng hợp lại các câu hỏi được đặt ra ở trên fanpage Adam Music Academy thì mình thấy chủ đề được hỏi nhiều nhất đó chính là về chủ đề rung giọng. Và ngày hôm nay thì Duyên sẽ cùng với các bạn tìm hiểu xem rung giọng là gì, đây là một khả năng bẩm sinh hay chúng ta có thể luyện tập nó được, và làm sao để chúng ta có thể luyện tập rung giọng được. Thì mời các bạn theo dõi video ngày hôm nay nhé. Bước đầu tiên để mình luyện tập được rung giọng thì chúng ta phải hiểu rung giọng là gì. Thì rung giọng chỉ là việc thay đổi cao độ liên tục của một nốt. Khi bạn hát một nốt và bạn di chuyển nốt đó lên cao hơn và xuống thấp hơn liên tục, thực hiện liên tục như vậy thì đó gọi là rung giọng. Rồi, điều đó có nghĩa là sao? Mình sẽ lấy ví dụ nha. Ví dụ như mình đang hát một nốt A, sau đó mình di chuyển cao độ lên A, sau đó mình lại trở về A. Đó chính là rung giọng, đó chính là sự thay đổi cao độ của một nốt lên xuống liên tục ha. Và mình cũng muốn nhắn gửi tới các bạn một điều, đó chính là việc rung giọng nhiều quá cũng không phải là một phương án tốt dành cho các bạn đâu. Lạm dụng nhiều quá việc rung giọng sẽ gây tác dụng ngược cho cái bài hát của mình đó. Thì theo mình, bạn nên sử dụng cả hai phương án, là một là hát thẳng nốt, hai là rung nốt, để mà cho ra được một cái bài hát hay hơn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua đến phần luyện tập nha. Bài tập đầu tiên thì mình muốn các bạn lựa chọn ra một nốt bất kỳ nào đó. Theo như mình thì mình sẽ chọn nốt này, ma, và sau đó mình sẽ di chuyển lên ma. Ok, giờ đến lượt các bạn nè. 2, 3, vô. Đúng rồi, rất tốt ha. Trong bước đầu tiên thì mình muốn các bạn chỉ rung chậm thôi, sau đó mình sẽ thay đổi tốc độ nhanh dần lên. Ví dụ như lúc ban đầu thì mình chỉ cần là ma, nhưng khi mà lên level 2 rồi thì mình sẽ cần nhanh một chút xíu, đó chính là ma. Ok, xong rồi khi đã thuần thục rồi thì mình muốn các bạn nhanh hơn nữa, thì nó sẽ chính là cái rung giọng của mình, ma. Ok, xong. Sau đây chúng ta sẽ qua bài tập thứ hai. Bài tập này sẽ giúp các bạn tập chi tiết hơn, đi kỹ hơn. Bài tập cũng khá là đơn giản. Rồi, các bạn làm theo mình mẫu sau nha. Mình sẽ làm âm ma cho các nốt sau đây. Ma 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 ma. Ok, thì chính cái nốt cao nhất, cái nốt ma, các bạn chịu khó là rung lên rung xuống, đưa cái nốt cao hơn và hạ cái nốt xuống. Rồi, bây giờ mình vào bài nha. 2, 3, vô. Ma 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 ma. Tiếp theo. Ma 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 ma. Sẽ áp dụng cho cái tốc độ rung chậm. Để áp dụng việc rung giọng vào các ca khúc thì chúng ta sẽ cần rung nhanh hơn. Mình sẽ tập lại bài này và sẽ tập cho các bạn với cái tốc độ nhanh hơn để có thể áp dụng vào bài hát nha. Ok, mình sẽ tập với tốc độ sau. Sau đó các bạn đi luôn giùm mình. Rồi, mình làm lại 2, 3, vô. Ma. Rồi, mình đi tiếp luôn nha. Mình hy vọng là thông qua bài tập này, các bạn có thể hình dung được rung giọng là gì và có thể điều khiển làm chủ được việc rung giọng của mình. Nó chỉ là
việc thay đổi cao độ lên xuống xung quanh một nốt mà thôi. Nếu trong quá trình luyện tập các bạn có gặp khó khăn gì thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Có thể liên lạc với trường âm nhạc Adam Music qua cái đường link mình đặt ở bên dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.